Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Đậu Phộng ơi, cha về rồi nè con ơi, ra ăn đậu phộng nè. Hỏi không không ra là cha ăn hết luôn đó nghe. Đậu phộng. Cái gì vậy bay, cái gì vậy, cái gì vậy? Nước, 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 cho con nước, cho con nước. Cho có nè, nước nó con, nước đi. Cái gì? Từ từ uống, cái gì vậy, chuyện gì mà uống nước dữ vậy? Tại cha đó. Sao tại cha? Ớt cha chồng gì cay quá trời à. Cha đâu có kêu con ăn ớt hồi nào đâu. Chứ bây giờ không ăn ớt, nhà còn gì đâu nữa mà ăn. Cay quá. Ồ, nói xạo mà không có căng luôn kìa. Đây nè, cái mặt nè, còn dính cơm nè, còn lọ nghẹ tùm lum nè. Đó, nói hồi chưa ăn cơm, coi như là con ăn cơm rồi đúng không? Bây giờ là đậu phộng này là của cha nghe. Không, của con. Con ăn cơm chưa có đủ no. Con đang tuổi ăn tuổi lớn, con phải ăn cho thiệt no mới lớn được. Ê, con gái à. Dạ. Ê, con 17 tuổi rồi, sắp sửa 18 tuổi rồi đó con. Trời ơi, người ta nói là 17 bẻ gãy sừng trâu, trong khi con của ba chưa bẻ gãy được cái sừng con trâu nào thì con vẫn còn nhỏ. Trời ơi, vậy mà nó nói được kìa. Cái bệnh này là của đi con. Qua đây. Có má yên tâm. Ủa chị Tám qua chơi, chị Tám mời chị Tám ngồi. Không có rảnh. Không có mời luôn. Ông hỏi con đậu con ông kìa. Vụ gì? Cái gì chuyện gì mà con gái tôi vừa làm gì xúc phạm gia đình chị hả? Con đâu có biết đâu. Trời ơi, cái con ma mảnh này ha, nó giả ngây giả ngô nữa kìa. Con không làm cái gì con của tôi mà nó ra như vậy hả? Ủa chuyện này là như thế nào? Tèo quá hả? Trời, con vậy là con nhẹ tay với nó lắm luôn rồi đó. Thấy chưa, anh dạy con anh lại nha. Không thôi để người khác dạy nha. Tự nhiên mắc mới gì kêu tôi dạy lại con tôi là con tôi nó lỗi gì với gia đình chị? Lỗi gì hỏi nó? Chuyện gì vậy con? Nói đi con. Mày nói đi. Gì? Mới mày lớn à? Gì? Hồi nãy mày rủ tao đó, mày rủ tao vô bếp đó. Đứa nào rủ đứa nào? Con rủ. Thấy chưa? Cái gì vậy con? Trời ơi, con là con gái, nó là con trai mới lớn rồi. Tự nhiên hai đứa rủ nhau vô bếp làm gì trọng? Làm cái gì thì anh hỏi nó. Con có làm gì đâu, nó làm con nhọt quần trước luôn. Cái nhọt luôn á hả? Mà hồi nãy nó đạp con á, muốn rách cái quần luôn. Đó, thấy chưa? Nó đạp con rách quần không thấy chưa? Tự nhiên mà sao tụi nó làm cái gì trong đó mới được chứ? Bây giờ tôi hỏi anh nè, cái bếp nhà tôi nó tối thui à, nó nhỏ xíu à. Mà nghĩ sao mà hai đứa lôi vô trong đó? Bực không? Đâu bực, con thấy vui mà ngon. Vui nữa hả con? Bây giờ tôi không cần biết cái gì hết trơn á. Trời, bây giờ gia đình của chị phải đền lại cái ngàn vàng của con gái tôi. Mẹ, vàng mắc dữ lắm, con không có tiền đâu đền nghe. Ủa cha, con đâu có đem vàng ra được đâu. Mày mày không đền thì má mày phải đền. Trời ơi, ông nghĩ sao vậy? Tám đứa con nghe, cái ngàn vàng không có còn đâu mà đền cho ông nghe. Bà tào lao. Tào lao gì? Bà nghĩ cái gì vậy? Ông nghĩ tôi nói là cái sự trong đắng của con gái tôi kìa. Không chắn là gì? Con không biết. Trời, tôi hiểu rồi. Trời ơi, anh đi quá xa rồi. Cái gì quá xa? Anh đi xa quá, anh đi xa em quá. Này không có giỡn nghe, không có giỡn được nghe. Nãy giờ ông nghĩ gì vậy? Mặt ông căng thẳng vậy? Cái gì ngàn vàng vậy đây? Thì hai đứa tụi nó chui vô trong bếp tụi nó làm gì trọng ai biết. Vô trọng ăn cơm nguội chấm muối ớt. Đúng rồi, anh con đã ăn cơm nguội. Ăn hết cái nồi tôi luôn. Ăn sạch bách cái nồi tôi luôn. Có nghĩa là con vô trong cổng là con chỉ ăn cơm bụi thôi hả? Ăn rồi còn quýnh con tôi nữa. Bây giờ nó đã nông nổi như vậy tôi không bắt đền thì thôi. Con ăn quá trời luôn. Nó đâu kịp ăn với con. Nhưng mà sao nhà mình có cơm con không ăn mà con đi qua nhà của bà con ăn cơm làm gì? Trời ơi, hết cơm rồi cha. Trời ơi, có hạt gạo nào đâu. Nếu mà khổ quá nói tôi qua bển tôi đông cái mấy lon gạo ăn. Mắc cái gì mà để con gái đi qua bển mà rủ rê con tôi chui vô bếp mà nó ăn hết cái nồi cơm luôn. Dạ xin lỗi chị nha, xin lỗi chị nha. Không phải là nhà không có gạo nha. Tại vì chẳng qua là sợ tiểu đường cho nên không ăn gạo được nha. Không ăn cơm được nha. Chứ không phải là không có đến đổi mà phải đi qua chị mà mượn vài lon gạo đâu nha. Ủa cha đâu có bị tiểu đường đâu. Ai bị tiểu đường? Trong nhà con đâu có ai bị tiểu đường. Bây giờ có cho ông bị tiểu đường, ông cử cơm đi cũng được đi. Nhưng mà con đâu có bị tiểu đường. Đúng rồi. Con đành xích ăn xích lớn. Mà tại sao không cho con ăn? Đó. Mà để con chết đói con đi qua nhà cô con lục đồ con ăn vậy. Đúng rồi vậy. Hiểu rồi. Hiểu gì? Hiểu rồi. Bây giờ hiểu rồi. Thôi về gì đi. Đền hay không á, tính sao? Đi về. Không có chơi với nó nữa chưa? Mà ăn chật mệt quá. Khoan. Gì nữa? Trả cái nồi. Ủa cái nồi của bả luôn. Của bả.
Đưa đây. Làm ơn ăn hết cái nồi rồi rửa cho cái nồi cho sạch rồi mang qua trả cho cô. Nhà con không có xà bông rửa chén hết rồi. Trời ơi. Bảo có ăn cái gì có xà bông rửa chén. Đi về. Mệt rồi. Nhìn không? Trời ơi. Con ơi, con nghĩ sao mà con cái độ mà con đi qua nhà bà con ăn cơm cho cái bà mà khó chịu nhất, cái bà mà dữ nhất trong cái xóm này vậy con? Trời ơi, nhưng mà cha biết không, đồ ăn nhà bà ngon dữ lắm. Ngon cái gì mà ngon, trời, ăn cơm trắng với muối ớt mà ngon cái gì? Muối ớt là để chấm với con cá lóc á. Cá lóc nướng chấm muối ớt, trời ơi, xuất sắc. Có nghĩa là cá lóc nướng. Nướng rồi chấm với muối ớt. Đó. Con thích cái món đó dữ lắm hả? Con mê. Con mê luôn hả? Đúng rồi. Vậy thì bây giờ vậy ha, ngày mai ba ghé của quán bà Sáu, bà mua thiếu vài cái món ngon đem về cho con ăn nha. Khó không? Có. Chứ hôm qua là con phải dành ăn với chó nhà bà đó. Con không ăn, ba đổ cho chó ăn gì vậy? Ba, má làm gì vậy? Ngồi im. Má thả con ra. Thả cái gì? Hả? Mày... Ê, trời ơi. Ngồi im nha. Đau con má. Tao quýnh cái chết bây giờ. Đau kệ. Ngồi im đó nha. Rồi. Má làm gì? Ngồi im đó. Má đi kiếm con kia. Xử một cặp. Má thả con ra. Chạy là quất mè giòn nghe chưa. Được rồi. Con chết ở đây luôn cho má coi nè. Má thả con ra. Má. Con muốn cái gì cha cũng lo cho con hết trơn hết trời. Cho dù cha không có tiền cha cũng mượn nợ để mua cho con mà. Tại sao con đi ăn cắp tiền của người ta vậy à? Cha không bao giờ tin con hết á. Con phải làm gì? Đậu Phộng. Nịnh. Trời ơi, nó bỏ nó chạy rồi kìa. Bây giờ ông nghĩ sao? Mũi dạy thì lái chịu đòn. Bây giờ tôi chỉ biết xin lỗi chị thôi. Chị cũng đã nhận lại tiền rồi. Chị cho tôi xin lỗi chị nghe chị. Xin lỗi thôi hả? Dạ. Tôi ghim đó đó, tôi không có để yên cái chuyện này đâu. Tôi coi nó có thay đổi không. Hả? Đi về đi. Nè, cấm tiệt. Từ đây về sau không cho nó chơi với con tôi nữa nha. Dạ. Hứa dạ, đi. Dạ rồi, tôi hứa với chị là không có cho con tôi nó giao lưu với con chị nữa. Ừ. Dạ rồi. Vậy đi. Chơi gì mà bạn bè xấu xa suối người ta đi ăn cắp. Lỡ mai này nó ăn cắp tiền của tôi nữa, tôi nói ai. Xin lỗi chị. Về dạy con lại nha. Thấy cũng tội. Thôi cũng kệ. Nhìn cái gì? Trời ơi, con về nhà má xử lý con. Đi, đi về nhà. Thả con ra. Ghê quá hả? Dám đi ăn cắp ăn kiều ha. Mới mà lớn à. Trời ơi, sao tôi cột chắc như vậy nè. Đau con. Từ từ. Trời ơi, thì phải đau chứ. Đi về. Đây, đi về. Chạy sao được mà chạy, đi, từ từ.
sau này á cha dẫn con ra ngoài ruộng, cha làm ruộng rồi con chơi rồi cái này có dịch này kia nọ rất là vui. Cha không có cho phép con chơi với con thằng Tèo con có bà Tám nữa nghe chưa? Mắng công là bả mang vốn mà cha không có vui đâu á. Trời, con cũng đâu có thèm chơi với nó. Biết rồi phải không? Dạ biết. Nghe lời cha dặn. Ủa chị Tám. Trời ơi, hai cha con mừng quá. Ủa gì nè nè nè, xin rồi xin rồi. Ủa gì, vụ gì vậy? Vụ gì? Quên nữa, để đi. Cái vụ gì nữa? Thì nè. Cho con tiền nè. Thôi thôi, con không lấy tiền đâu, cha con la con đó. Đúng rồi, tôi tự nhiên cho tiền con gái tôi tầm sao nó lấy được, nó phải có lý do chứ, tự nhiên cho tiền là sao? Cha thấy con ngoan không cha? Ngoan rất là ngoan luôn. Đâu phải ai cho tiền con cũng lấy đâu. Đúng rồi, đừng ngoan, nghe né rồi con. Thôi, đừng có dạy nó là không chơi với con tôi nữa. Tiếp tục chơi với Tèo đi, nghe. Ủa cái gì kỳ vậy, tự nhiên hôm qua cha không có cho chơi rồi bây giờ bữa nay cho chơi là sao? Cho chơi ha. Bây giờ cho tiền cũng lấy nữa nhỏ này. Thôi thôi, con không chơi nó đâu. Cha con nói là ngu lây nhanh lắm. Con chơi nó con ngu giống nó sao? Đúng rồi. Tao ngu nào? Thôi mà. Nhìn cái đầu, nhìn cái tóc là biết nó ngu rồi. Thôi, để má. Làng giày, tao nói tôi xin lỗi nghe. Tôi hiểu lầm. Tôi tưởng nó lấy tiền tôi mà không phải. Trời. Có, nó có lấy tiền tôi, nó đem qua nhà anh nó giấu. Nhưng mà là nó có lý do hết, anh hiểu không? Nè, chị nói cho nó rõ ràng nha. Ba hồi chị nói là nó ăn cắp, rồi bốn hồi chị nói là nó không ăn cắp. Cuối cùng bây giờ chị muốn nói cái gì? Chị nó không ăn cắp mà, tôi nói rồi, tôi xin lỗi, nó không có ăn cắp. Mà là nó đem tiền qua nhà anh á, nó cất là có lý do. Lý do gì chị nói giống như chị lật bánh tráng, ba hồi chị nói gì, bốn hồi chị nói khác, ai hiểu? Thôi giờ nói cho anh rõ nè. Tại đây cha của thằng này nè. Ừ. Là cái thằng chồng mắc dịch khốn khiếp của tôi đó. Ừ. Nó bỏ đi biệt biệt mấy năm trời rồi. Rồi sao? Bây giờ tự nhiên nghe ti vô ở đâu là tôi sắp có tiền tôi mua đất. Thế là trong một đêm xấu trời, ổng lén vô nhà tôi, ổng tính ăn cắp tiền của tôi. Ai về nhờ hai đứa nhỏ nè, nó phát hiện kịp. Đó, nó mới lấy cái tiền đó, nó đem qua nhà anh nó giấu. Cho nên tôi mới hiểu lầm nó thôi. Nhờ vậy mà tôi không có bị ông chồng mắc dịch khốn khiếp đó cưỡng đi hết mấy trăm triệu của tôi rồi. Vậy à? Cảm ơn con nghe. Dạ. Đó, con nói là con cất tiền giùm cô Tám. Mà cái chuyện này nó quan trọng sao con nói cho cha nghe? Con nói cha có tin con đâu. Con không nói làm sao cha tin. Con có nói với bộ con vừa mới mở miệng ra là cha đã la con rồi. Con phải giải thích đầu đuôi câu chuyện cho cha hiểu rồi cha mới hiểu, cha mới tin con chứ. Chứ không bao giờ đặt lòng tin cho con hết. Cha đặt lòng tin cho con thì mình đồng ý là mới đầu có 1% thôi, nhưng mà nó sẽ lên 100% nếu mà con nói thiệt. Con nói thiệt mà, con có ăn cắp bao giờ đâu. Cha dạy con là hả? Không bao giờ được đi ăn cắp của người ta. Bà cha hiểu rồi. Bây giờ cha tin con chưa? Cha tin 100% luôn á. Cha xin lỗi con đi. Cha xin lỗi con. Con thôi. Xin lỗi cho cha. Thôi, tao nói rồi mà, lúc trước á mày để cho tao quăng tiền xuống mương đi thì á má tao đâu có nghi ngờ mày ăn cắp, rồi cha mày á đâu có đánh mày đâu. Đánh nào? Cái gì vậy? Mày nó ngu mà tao tức luôn á thiệt. Ngu gì mà ngu dữ thiệt á. Nghĩ làm sao vậy, 200 triệu lần á mày tưởng má mày dễ kiếm đó, mày muốn quăng là quăng hả? Đúng rồi. Ngu thiệt. Thì nếu mà không có 200 triệu đó thì má tao đâu có làm khó mày đâu. Thằng này nó càng nói nó càng ngu, tức nó ghê. Quất liền luôn con. Thôi được rồi, nó ngu thiệt con khôn, cho nên là con chơi với em con chơi với bạn tiếp đi nha. Trời ơi, nói con là chị nó đi, nó còn vàng nữa. Chưa gì nữa. Thôi đi. Đúng không? Con học con ơi, con đậu nè, nó khôn như vậy đó. Nghe không? Dạ. Trời ơi anh hai ơi, tôi mừng quá. Mừng gì? Con anh nó lớn thiệt rồi. Nó lớn rồi, nó gần 18 tuổi luôn rồi đó. Nó trưởng thành rồi. Nó trưởng thành rồi đó. Cái thằng này vẫn còn khù khờ. Con cũng vậy gì, phải chơi với con đậu để học cái khôn của nó nghe chưa. Cha phải công nhận là con rất là khôn. Như vậy mới đúng là đậu phộng con của cha chứ đúng không? Dạ đúng. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Sau tôi nói sợi dây dài, ai đâu giếng cạn. Trời ơi, chứ ai đâu giếng cạn, tôi tiếc hoài sợi dây. Thôi nghe, ông đừng nghĩ là ông hát vậy tôi không biết ông nói ai nghe. Tôi hát phong long vậy ai có tịch gán chịu. Ừ, hát phong long đi ha, ngồi ngay chỗ bờ sông này nè, hát đi hồi dông nó dập. Mà nè, ông rảnh lắm hơn sao vậy? Với lại tôi đâu phải con cá.
mà ông cứ bóp câu tôi hoài vậy hả? Cha Tư kia nói vậy là mấy người hiểu rồi đó. Sao không hiểu? Mấy người làm vậy á, mấy người không thấy mắc cỡ hả? Ê, cái gì mắc cỡ? Tôi làm cái gì mắc cỡ? Cái đó người ta gọi là già không có nên nết đó. Ê, ê, cha già kia. Trời ơi, tôi ông nói cái gì? Ông nói cái gì? Ông đi xuống đây nói chuyện với tôi nhanh hả? Già không nên nết là sao? Ăn bậy chứ không có được nói bậy nha. Tôi nói cái gì bậy? Chứ không phải dạo gài á, mấy người á hẹn hò chiêm chuộng cái thằng Tạng nó nhỏ hơn mình, đáng con mình phải không? À thì ra là ghen với anh ấy đúng không? Mắc mớ gì ghen, mà nghe hai tiếng anh ấy tôi thấy mắc cười quá. Giống như viên chè trôi nước mà nuốt viên chè ỉ. Trời ơi trời. Nhìn thái độ là biết ghen rồi. Ông mà không ghen hả tôi đi đầu xuống đất á. Thôi mà thôi đi, bây giờ sẵn có ông này tôi nói quỵt tẹt ra luôn nè. Tôi thích người ta đó được không? Trời. Ủa? Chuyện khó gì mà mấy người cũng dám. Ủa? Dám mới giải quyết được chuyện khó chứ. Trời ơi trời. Thì chứ làm gì thì làm thôi. Nhưng mà tôi thấy tôi mắc cỡ á, tôi thấy tôi tội nghiệp á. Mắc cỡ gì? Thiên hạ người ta đánh giá, người ta đánh len á. Đánh len là gì? Là cái len cái giá ta đập á, đánh giá mình á, phẩm chất á. Ý ông nói là giống như là mấy đứa trẻ trâu ở trong làng, nó làm phi công, nó lái máy bay bà già đúng không? Máy bay bà già gì đó. Nhưng mà xịn này nha, nó là đồ cổ đó nha, lúc nào xăng cũng đầy bình. Thôi nín đi, đừng có dùng cho tâm quốc nữa. Chờ nghe tôi hỏi thiệt nè. Hỏi gì? Không lẽ nhục bao nhiêu năm nay sao không có chút tình cảm gì thôi hay sao? Bây giờ sao cần cái gì? Sao thích chiếc xe đạp màu trắng có gỗ trước phải không? Tôi mua chiếc xe đó liền luôn, hai chiếc hai đứa chạy luôn được không? Còn sao muốn đi đâu tôi chở sao đi? Thôi, xin lỗi, không có cửa ha. Nhìn lên mình đi. Trời ơi, người ốm nhách ốm nhâm như con thằng lằn, bò đầu chở con hà mã. Nếu quở người khác á, phải biết soi lại chính mình. Phản quan tự kỷ, bất tùng tha đắc bổn phận sự mình để coi lại mình kìa. Mình lớn hơn là nhỏ 20 tuổi. Như trái dừa khô ở sau ôm cho em hết lê lái nè. Trời ơi trời, tôi mắc cỡ quá sao ơi. Ông mắc cỡ kệ ông chứ tôi mắc cỡ thì thôi. Mắc gì mắc cỡ cho tôi. Sao ơi. Ủa, tới rồi hả? Ừ. Đi nha. Ừ, lẹ đi trễ giờ rồi. Ừ. Dạ, chào chú đi. Ê. Trứng vật trứng gành gành ha. Bắt gặp quá tan bà còn chối cãi nữa thôi. Dắp dắt trai để danh thanh vắng tư tình. Thật xấu hổ cho gia đình tông môn vô phước sanh con. Trời ơi trời, tan trứng vật trứng gành gành. Không cần tan trứng vật trứng nữa. Đã thừa nhận luôn rồi. Mà thừa nhận thì sao? Thì mình sao? Mình thành chế gia về luôn. Con đang suốt đời nữa. Em hả? Ừ, anh xin lỗi, bữa giờ anh bận. Anh có đi chơi đâu, anh bận giúp người đó. Cái đó người ta gọi là một công việc rất là cao cả. Ráng chờ anh mấy ngày nha, xong việc anh sẽ chạy qua bên em liền. Không trễ một phút một giây nào hết á. Ừ, anh thương em, có ông trời làm chứng luôn mà. Vậy nha, anh cúp máy à. À, bắt gặp quả tang mày còn chối cãi nữa thôi. Dám dắt trai nữa thanh vắng tư tình. Thật xấu hổ cho gia đình tông môn vô phước sanh con. Quá hay, quá hay. Hay phải không, hay dạ, không? Dạ, dạ. Cầm đồ dây bên đây. Dạ, rồi. Hát tiếp cho con nghe đi. Ừ. Khán giả phải trật tự á thì tuồng hát mới bắt đầu hát được nữa ha. Dạ. Từ. Hay ghê luôn. Hay chưa? Ủa? Rồi, bắt đầu chưa, xong chưa, ổn chưa? Sao tự nhiên? Minh Dài! Sao chú không hát nữa, chú chửi con? Hát hả? Đập vào đi chứ hát hả? Trời ơi, Sáu ơi Sáu. Sáu mình có mặt ở đây á. Sáu thấy phi công trẻ của Sáu, tình yêu của Sáu nè. Nó hẹn hò với gái nè, Sáu có cửa gì nó đâu. Để em đồng ý Phương đó. Cái gì vậy? Sao tự nhiên la âm sùm phi công vậy đây? Tao gần mày mấy hôm nay mới bắt được quả tang ha. Bay là thằng bắt cá hai tay á. Cái gì bắt cá hai tay nữa? Tao cảm ơn, bay cảm ơn mày nhắc. Mày phải là bắt cá hai tay và bắt cá tám con, mỗi con hai tay. Cá lóc, cá lồng gồng, cá lóc mẹ nó con gì mày bắt hết mày quên hết. Trời ơi, trẻ mới lớn mày quên hết phải không? Chú nói cái gì không hiểu gì hết. Không hiểu chối nó đó. Bây giờ tao lấy gôm tao đắp vô đây ha. Rồi tao đốt lên. Gì vậy? Giống như là chiếc khuôn của tao đây á. Mày muốn làm cọp phải không? Mày nên nhớ trong rừng chỉ có một con cọp thôi. Đây đã tụi dần rồi, mày hối cỡ đâu con. Cái gì chú làm gì vậy? Ai muốn làm cọp? Ai muốn làm sơn lâm gì? Thôi, nhường cho chú hết á. Chú cởi chối cho con đi. Không có cởi. Tại sao mày dám giành Sáu của tao? Ủa Sáu nào của chú? Hằng ngày mày chở bả đi tới luôn, leo bè còn leo lẻ chối hả? Mày muốn tao đốt cái mỏ không? Thôi,
Con biết rồi. Chú ơi, chú ghen con chở Sáu đi tới đi lui đúng không? Rồi xong rồi cái nghĩ ra cái cớ này để trả thù con chứ vậy. Mắc mớ rồi ta ghen. Mắc mớ gì ghen? Ghen mù quáng chú ơi. Mù quáng gì? Tại sao mà không phải là tao chở mà mày phải chở? Mày lại được chở? Trời ngứa quá. Ngứa nằm yên đó. Con tao bắt cái lửa thả đây nè. Con nói cho chú nghe nè. Sáu á là Sáu lo cho sức khỏe của chú đó. Cái gì? Cái gì Sáu lo sức khỏe cho tao? Dạ thiệt. Mắc mớ gì lo cho tao? Trời ơi, Sáu thấy á là chú sợ chú lớn tuổi rồi, chú chở Sáu không có được, cho nên là Sáu mới nhờ con chở Sáu đi giùm. Nhưng mà ba chơi tao già hay vậy? Mà chở đi đâu? Trời ơi, cái chuyện chú già hay là cái chuyện gì? Chú đi hỏi Sáu á. Còn mấy lần con chở Sáu là con chở Sáu lên bệnh viện tỉnh á. Cái gì? Chở Sáu lên bệnh viện tỉnh hả? Dạ. Chở chuyện chảnh. Có công chuyện chở người ta. Đâu rồi? Tính tới bữa nay là hình như 28 ngày rồi. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Tự nhiên lấy lửa làm cái gì vậy? Chú đốt cái gì? Đi giải thoát bay bay kể chuyện nhanh lên cho tao lẹ lên. Trời ơi, gỡ ra được rồi. Chú đốt chi gì cho. Ngứa quá. Đi lên tỉnh làm gì? Đi xin ở đây cái lửa. Đi lên tỉnh làm gì? Sao đi lên trên đó, Sao khám bệnh. Ủa sao bị bệnh gì mà khám con? Bị ung thư hả? Con có gần nghe bác sĩ nói là ung thư thật kỳ mấy không? Không phải ung thư, mà con nhớ đâu con dẫn Sáu vô cái khoa cái khoa vô sinh, khoa hiếm muộn. Vô sinh? Ê, cái gì kỳ vậy? Ủa gì vô đó chị? Ủa mà Sáu mình cho con bé hả? Con không biết nữa, nhưng mà chắc cũng có thể à. Tại vì giờ Sáu lớn tuổi rồi, với lại con gái của Sáu bên nước ngoài, Sáu đây cô đơn. Nhiều khi Sáu muốn có thêm đứa nữa làm sao? Bây vắng đất cũng có lý quá hen. Dạ. Bà muốn có thêm em bé ẩm bồng hen. Ừ. Nhưng mà vô đôi mắt lắm con ơi. Thì đó, con nghe nói đâu á là phải đi tới 5-6 lần gì mới đậu thai đó. Nhiều tỷ bạc lắm đó. Chú, vậy là chú cũng thấy cái chuyện này vô lý đúng không? Vô lý lắm luôn á. Quán dẹp rồi. Dẹp mà còn để đèn, còn để ghế. Tôi bưng lên dẹp nè, không thấy hả? Cho ngồi tí đi. Hay quá mà. Mấy bữa trước chửi cho đã, chửi sùm hết. Giờ qua đây làm gì? Thì cái gì? Thôi, ngồi đi. Muốn nói chuyện tôi nói cho nghe. Bây giờ ông là bích cửa với tôi rồi, ha. Tôi là có trai trẻ rồi, cho nên đừng có mò qua đây nữa, ha. Vậy đi. Thôi, sao đừng có làm bộ nữa. Sao không để cho tôi chở đi á? Là tại vì Sáu thương Tư đúng không? Sợ dạy sức khỏe đúng không? Xin lỗi, tôi không có tốt được vậy đâu ha. Thôi, tôi biết hết rồi. Sáu á, bây giờ Sáu có chửi Tư, có gũa Tư, cái gì tôi cũng chấp nhận hết trơn. Bây giờ tôi chấp nhận chịu đám ăn xôi á. Chịu đám ăn xôi là sao? Là người ta chịu ăn đám ở trên mà dưới ta ăn được cục xôi á, hiểu không? Ê, chiều về uống 3 hộp rồi đúng không? Trời. Bây giờ ai nhập ông rồi, ông nói tào lao cái gì đó. Tâm trạng sáng vậy sao tôi nở lâu nào mà uống được chứ. Tâm trạng cái gì? Mà công nhận á, trước sau chống vắng thiệt á, quyết định của Sáu là đúng đắn luôn á. Đừng để chống vắng nữa. Quyết định gì? Thì Thôi mệt quá, nó dùm dầm mệt quá, tôi hiểu rồi. Hiểu gì? Hồi nào giờ tôi sống mình quen rồi, chống vắng cũng được nữa, tôi sống phải re, phà, có gì đâu, đâu buồn gì đâu. Thôi, bây giờ nè, bây giờ nó có cái gì trong lòng á, thì sao nói ra, nó thổ lộ ra. Chúng ta có thể giúp được nhau gì giúp. Tôi thấy chuyện giúp được á, tôi mới qua nè. Xin lỗi, tôi không cần giúp gì hết ha, đi về, tôi thấy mệt tôi quá nè. Sao có coi tôi là bạn không? Thì nào giờ tôi coi ông là bạn chứ là cái gì? Rồi bây giờ trên bạn chút được không? Trên bạn là ba tôi hả? Trời ơi trời. Không phải, bạn trên cái mức bạn là trên mức bạn chứ không phải là mức ba. Trên mức bạn chút là cái gì á? Không lẽ ông muốn là anh tôi? Cũng được, tôi kêu là anh đi, tôi cũng kêu ông nữa. Rồi giờ anh muốn gì nè? Là trên mức tình cảm. Sao không nghĩ tình cảm như vậy là sao hả? Trời ơi, tôi biết hết á. Chứ không phải tôi không biết đâu. Trả lời được không? Nhưng mà chưa, tôi chưa nghĩ tới. Chừng nào mới nghĩ tới? Chưa đủ thời gian. Cái này không có cần thời gian đâu, cái này càng thời gian càng hại nó đi ngược lại đó. Tức là mình càng sớm càng tốt, càng thời gian nó càng thụt lùi. Bây giờ sức khỏe mình càng ngày càng lớn, nó càng đi xuống chậm lắm. Mình phải tiến bộ liền luôn. Có thể tôi giúp được, tôi giúp liền cũng cho, hợp tác liền luôn. Hợp tác cái gì? Trời ơi, khổ ghê á. Nghĩa là tôi giúp được liền.
Xin lỗi, tôi không có cần ông giúp cái gì cho tôi hết. Thôi mà đừng có giấu nó mà, cái đó tốn bạc tỷ không chơi đâu, không đơn giản đâu. Mình có cách khác, mình có thực hiện, mình không cần tốn bạc tỷ mà mình vui vẻ cả đàn luôn. Cái gì mà không tốn tiền tỷ rồi vui vẻ cả đàn là sao? Nói gì thì bây giờ lắm nè, bây giờ gần đây đó. Thì sáng nhờ cháu trở lên bệnh viện đúng không? Đúng giờ như vậy thì không sao nè, mình đâu cần làm bệnh viện đâu, mình làm nó trực tiếp cũng được, mình hợp tác luôn, mình chơi tới bến luôn. Chơi tới bến? Ờ. Chơi tới bến là sao? Chơi tới bến có nghĩa là mình hợp tác luôn, mình chơi tới bến cho nhau một lần đi. Cho nhau một lần cho gì? Nói gì cũng hiểu gì vậy? Cho cơ hội để mà mình gì vậy? Mình cha nói gì cũng hiểu gì vậy? Trời ơi, giàu gì vậy trời? Bây giờ mấy hôm nay đó là Sáu muốn kiếm con đúng không? Thì bây giờ mình đâu có cần vô bác sĩ xin tinh trùng làm chi? Mình có cách bơm trực tiếp được mà. Đó. Bơm trực tiếp? Ừ. Trời ơi, cái trang quỷ này. Cái gì? Sáu là ơi, Sáu. Có rồi, Sáu ơi. Cái gì vậy bay? Gà hầm thuốc bắc của chú Tư đi đặc biệt mua cho Sáu đó. Con đem qua cho Sáu. Sáu biết sao không? Mình bầu bì, mình phải bồi dưỡng vô Sáu ơi. Nó nói đúng á. Tại mình lớn tuổi á, cái việc sinh nở nó rất là khó khăn. Mình phải bồi dưỡng trước khi mình tới bến, hiểu không? Đúng rồi. Thì ra từ nãy giờ đòi bơm trực tiếp là vậy đó hả? Bị điên rồi hả? Đúng rồi. Rồi đem gà ác hầm thuốc bắc cho tôi ăn để tôi bổ hả? Ừ. Trời ơi, cái thằng quỷ dịch này. Sao vậy? Thế là sao? Kêu mày đi chở có chút xíu vậy à, mà mày đi thèo lẻo với ông chuyện giờ hôm qua ông nói lung tung hết à. Thì sao thì vô bệnh viện, vô khoa hiến muộn thì không biết chuyện gì thì con nói cho chú Tư nghe thôi. Thì vô nói chỉ xin chia đây, tao có thực tiếng mà xin chia. Đúng rồi. Nó nghe này ha. Sao? Nó nhỏ nó sớm xác còn chấp nhận được đi ha. Còn ông già là ông sớm xác đó, hiểu không? Là sao? Nhưng mà xác sớm vô đó làm chi? Đi vô chi kệ tôi. À mà thôi, giờ mệt quá, giờ tôi nói ra luôn nè. Tôi vô bệnh viện khoa hiếm muộn là tôi dẫn con Thắm nó đi khám vô sinh. Bởi vì nó lấy chồng 3 năm nay rồi mà nó không sinh con được, cho nên dẫn nó đi điều trị chứ. Nghĩ sao mà trời ơi, tôi vậy đi vô chồng đi khiếm muộn bị điên hả? Trời ơi, trứng nó lép hết rồi mấy bà ơi. Khổ cái gì vậy? Hổn vậy? Dạ. Mày hại tao. Thì con biết chuyện gì con nói trời vậy thôi. Thì bơm trực tiếp nó con bài vẽ cho tôi luôn. Mày ơi. Con đâu có biết gì đâu. Con đâu có biết gì đâu. Chờ con chú Tư. Trời ơi. Hai cái thằng cha này sớm xác à. Còn mua gà hầm thuốc bắc cho mình ăn nữa chứ. Thơm quá. Được rồi. Cái chuyện vô sinh hiếm muộn đâu có liên quan gì tới gà hầm thuốc bắc trời. Khi nào có bầu mới ăn nó, mới bổ. Hai cái thằng này nó điên rồi. Được rồi. Tôi ráng ăn cho hết cái hộp này. Tôi qua tôi chửi tiếp. Xong rồi ghé ngang tạc nhà thằng Tài. Quất nó luôn. Thiệt tình. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Ôi là trời, cái gì vậy? Hả? Chả vô, cái đây, nó... vô đây. Vô nó làm cái gì? Nè nha, má không có chấp nhận cho con mà cái kiểu mà con mà ăn cắp ăn trộm rình mò nhà người ta nha. Đưa cái nón cho má đi giao gà. Rình trai đẹp. Trời ơi. Lan ơi là Lan. Sao vậy má? Má mà đẻ hai đứa con là má. Trời ơi, tôi giết mày chết trước đó. Lan nói nhỏ nhỏ thôi. Anh Hoàng mà anh nghe được đó là con nhục lắm đó mấy con. Con biết nhục luôn. Dạ. Mày biết nhục mày đâu có qua mày định mò nhà ta. Cái gì đâu. Tại vì con nghe nói là con của chú ba anh Hoàng là từ thành phố về đây. Nó cho con ngắm chút xíu thôi, con nghe đồn nó đẹp trai dữ lắm nha má. Đi. Đẹp trai rồi móc nó ra nhai được không? Được. Mắc cười ghê. Lè lên đi trời ơi, để tôi còn đi giao gà cho bà Sáu nữa. Ảnh đâu ta? Từ từ ảnh ra bây giờ. Mà nó đâu? Chắc là ảnh đang dưới bếp á, đợi xíu. Còn nó có sao hè không? Chứ mày tìm vậy sao má không thấy. Nó đứng đây nè, sao hè gì, rình gì đây. Rình trai đẹp. Nè, để trai nè. Chú ba. Trời, mày thấy chưa, muối mặt lắm. Nè má coi làm gì đây. Làm gì má? Anh ba. Tụi tôi có rình cái gì đâu. Nói nào ngay thấy cha con đơn chiếc quá cái dạ qua biếu cho anh ba con gà. Mất con gà luôn. Ai gì mất gà? Dạ không, ý là mình phải bắt con gà đi mất để mình đem qua đây mình biếu. Vậy anh con gà này nó quý lắm. Nó quý ở chỗ là em cho nó ăn lúa, ăn thóc, ăn ngũ cốc chứ không có cho ăn thức ăn. Nên cái thịt nó chắc nụi à. Đồ ngon.
Nghe nói miếng gà ngon à? Dạ, nó ngọt, xương lắm á anh ba. Dạ. Thay lời Hoàng cảm ơn hai má con. Dạ. Dạ thôi hai cha con ăn tẩm bổ nghe, em về. Dạ. Dạ em về, em chào anh. Dạ, dạ. Mày chết với tao, mày chết với tao. Bà, dì bảy. Trời, tính muốn nói lời cảm ơn nó hai mẹ con mà bỏ đi về luôn. Má. Mày chửi tao luôn. Không có, con kêu má uống nước đi cho đỡ giận. Rồi mày đứng vậy tao nói chuyện mày hơi tao mỏi cổ chắc tao chết á. Ngồi. Thứ con cái gì đâu. Rồi mày ngồi mày ngang mặt tao vậy đó hả? Ngồi đó đi. Thục lùi mất công, mấy cái cổ mỏi cổ nữa. Con với cái thì có biết ngày xưa tao đẻ trứng gà trứng vịt tao chiên tao ăn luôn cho rồi đi. Nghĩ ra là mất cái con gà má dầu của tôi à trời ơi. Xong rồi để bây giờ tôi phải bắt một cái con khác để tôi đền cho bà Sáu. Tôi chán ghê vậy đó. Trời ơi, con nói má nghe, má đừng có tiếc. Thì coi như là cái con gà má giàu đó đó là mình bồi bổ cho anh Hoàng, rồi để cho ảnh bồi bổ sức khỏe, để cho ảnh đẹp. Ủa, nhìn ảnh cũng được chứ bộ má. Được là mày thấy được á. Má thấy không có gì được hết trơn á. Ủa sao ạ? Trời đất ơi, con ơi, con khoái, con thèm riết rồi, con mù quáng rồi sao con? Trời đất ơi, con gà má giàu của tao, tao nghĩ sao tao không tiếc. Mà con ơi, hả? Mày đứng lên gì má coi. Đó, xây nhẹ ăn vòng má coi coi. Ôi mày xây mày cũng tiết kiệm, kêu xây ăn vòng cái mày xây nữa luôn á. Đứng lại. Không lẽ bây giờ mày con tao mà tao đóng đinh tao treo mày lên trển. Mày con đẹp quá. Con đẹp như một bức tranh mà tranh là phải treo tường, con hiểu không? Mình là con gái đẹp, mình phải có cái giá của mình. Hồi nào tới giờ người ta nói là trâu đi tìm cọc, chứ mắc cái gì mà cọc phải đi tìm trâu. Trời đất ơi, thời buổi này là thời đại nào rồi mà má còn suy nghĩ vậy nữa. Bây giờ là cọc phải đi tìm trâu. Trời ơi. Chứ mình mà để trâu đi tìm cọc á, là cái cọc ở đó hoài luôn á. Má. Nhưng mà bây giờ hả, má phải suy nghĩ văn minh lên. Trời. Hiện đại lên. Trời biết không? Tao nuôi cho mày ăn học, cái giờ mày dạy ngược lại tao luôn vậy đó hả? Ý của má nói á, mình là con gái đẹp, mình không thể nào mình hạ giá mình như vậy được. Mình phải có một cái giá riêng của mình. Giống như ba bây giờ xưa hả, tao nói theo má một phép luôn. Tao nói ổng theo tao, ổng năn nỉ tao muốn gần chết, mà tao sợ ổng chết không ai lấy tao nên tao phải ừ, hiểu không? Trời ơi, má biết làm sao không? Tại vì trai làng này á là đi hết trơn rồi. Nè. Hên á là có ông Hoàng ông ở lại đây mà hả, ổng là cực phẩm luôn, giống như là mỡ treo miệng mèo vậy đó. Bây giờ mà con mà không túm lấy cái cục mỡ á là thế nào cục mỡ nó cũng mất tiêu. Ăn không? Nè, mở nguyên cục, muốn ăn cục nào lấy. Thôi mà, con nói thiệt á, chứ lại má biết làm sao không? Vậy? Ông cũng chảnh dữ lắm á, chứ không phải giỡn đâu. Mấy lần con kiếm cớ, con sắp xếp lại, mà bày đặt á là né né tránh tránh, bực dễ sợ luôn á. Nghe bài đó tao cũng tức. Nó dám chảnh với con gái của má. Đúng rồi. Vậy thì con gái má phải chảnh hơn nó chứ. Chảnh hả? Chảnh sao được? Bởi vậy tao nói bay còn non, còn xanh lắm. Mình phải chín một chút, hiểu không? Chín là gì? Mình phải suy nghĩ. Tại sao mà mình không lấy được trái tim của ảnh? Nếu mình muốn lấy được trái tim của ảnh, mình phải làm gì? Mình phải tìm đường. Tìm đường? Cái con đường ngắn nhất đi vào trái tim, đó là con đường đi thông qua cái bao tử. Hiểu chưa? Ồ, vậy là má có chiêu. Có chiêu. Anh ba, chị Bảy hả? Anh ba, ui. Trời ơi, gì vậy? Gì chị Bảy? Dạ. Dạ, dạ, thôi. Trà nước gì tầm này? Dạ, giờ này giờ cơm rồi. Dạ, cho phép em ngồi nha. Ngồi đi dạ. Chứ. À, không hay là anh ba mình ăn cơm chưa ha? À, chưa. Chưa ăn cơm hả? Ôi trời đất ơi, may quá. Đây, em có làm cái món này. Đó. Nói em làm nhưng thiệt ra con gái em nó làm. Cái này là gà kho sả ớt. Cái này ăn cơm bắt lắm á nha, bắt cơm lắm luôn đó. Dạ, đem qua đây để hai cha con ăn để bồi bổ sức khỏe. Trời ơi, chị vậy tốt quá. Sáng cho con gà, tôi chưa có làm nên là làm mà chị đi cho thấy con gà nữa. Em biết mà, nhà không có phụ nữ, đàn ông ít có vô bếp lắm. Nó nhiều khi ăn uống sơ sài sợ là không có đảm bảo cái sức khỏe. Dạ, mà từ sớm mới giờ em không thấy thằng Hoàng đâu ha. À, thằng Hoàng nó đang ở trong buồng, nó đánh vi tính mấy cái phần mềm gì của chị, cái công chuyện của nó tôi không biết. À, vậy đó hả anh?
Thấy thương quá hả? Dễ thương lắm. Dạ, Hoàng năm nay chắc lớn dữ lắm, hôm nay nhìn chắc nó khác hồi xưa nhiều. Đúng ha. Đúng rồi, thanh niên rồi. Dạ. À mà thôi khỏi kêu nó ra đi. Để cho nó chú tâm nó làm việc. Em là em thương mấy cái người đàn ông á mà họ biết chăm sóc cho cái đời sống của họ. Họ có một cái tương lai ổn định để họ lo cho vợ cho con sau này. Đó là những người đàn ông tốt. Thôi để cho cháu nó tập trung. Rồi, tính kêu ra chào chị thôi, chị nói gì thôi. Thôi để cho cháu nó tập trung được. Rồi, cảm ơn chị. Dạ. Cái này là hai cha con mình ăn để bồi bổ ha. Còn rồi, con gà kia để chừng nào mà mình thèm nhậu cái mình đem mình nướng mồi ha. Mình sẽ phai ha. Còn mấy là mình ra mình làm gì làm. Vui quá. Dạ. Cảm ơn chị bảy nhiều nha. Dạ, dạ. Trời ơi, gà ngon quá. Dạ, em về nha. Dạ, dạ. Con em nó khéo lắm, nó nấu biết à. Dạ, em về thơm nha. Quá, dạ, thơm quá. Trời ơi, cảm ơn bảy nhiều quá nha bảy. Dạ, về. Rồi, cảm ơn bảy. Dễ thương ghê. Anh ba, anh ba. Gì nữa, mới qua, mới về, về, cái gì đó chị bảy. Anh ba ơi. Gì nữa chị bảy. Dạ, trời ơi. Dạ, em ngồi nữa nha anh ba. À, dạ. Ngồi đi bảy. Đây, trời ơi, đem qua mà quên. Này, cái này là súp. À, có gà là súp gì nữa? Dạ, cái này mình ăn cơm. Mình ăn xong cái mình uống nước súp vô. Cái người ta gọi là uống nước canh á. Mình ăn canh cho nó mát. Dạ. Cái này mình ăn phải có bài bản. Mình ăn món chính là phải có cái món cuối cùng. Để nó... Thế là xét mà. Dạ. Anh nói nào? Để kêu Hoàng Hoàng nó chạy chi á. Dạ, dạ, thôi. Để cho cháu nó tập trung. Nói nào ngay thì con em nó cũng khá là giỏi. Dạ, đúng rồi. Con gái mà. Tao nói nó nấu ăn suốt anh. Thiệt, nấu ăn hoài luôn. Mà em ăn nhiều em sợ mập quá chết. Đúng rồi. Nên đem qua đây để anh chích. Ăn được không? Dạ, đem qua đây để anh ăn giùm. Để mình khỏe chung, mình là hàng xóm láng giềng. Dạ, thôi để em đi về. Dạ, chúc anh ăn cơm ngon miệng. Rồi, cảm ơn bà. Anh ăn nóng đi chứ không thôi, để nó nguội hết. Rồi, dọn khôn ra ăn liền luôn vậy. Dạ, em về nha. Bà về, bà về. Đỡ quá. Đương nhiên cái có đồ ăn khỏi mà con đi mua. Súp. Anh ba, anh ba. Nữa. Ơ chị bảy ra. Dạ anh ba có nhà không? Có, đang ngồi nè. Trời đất ơi mừng quá. Trời ơi. Em mệt muốn chết luôn, em chạy tới đường muốn lọt bờ đê. Em ngồi được chứ? Thôi 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 đi bảy. Quá anh ba ơi. Dạ đây, nãy giờ em đem đồ ăn mà em đem sót. Em có luộc con gà. Dạ. Em trời ơi con gà này là cũng bà con với con gà kia đó. Em cho ăn ngũ cốc không à. Nó chắc nịch ha. Trời ơi. Dạ, em sợ anh ăn món này không có đủ nên thôi em tạm bổ thêm con gà. Trời ơi, chị làm tôi ngại quá nha bảy ơi. Rồi cho cái gì mà quá trời luôn á. Hai cha con ăn đâu có hết. Dạ không ăn hết thì mình ráng mình ăn cho hết. Dạ. Chứ không thôi bỏ uổng tôi nói tâm quyết của tôi. Dạ thôi đừng có trà nước gì hết á. Dạ, tôi vợ đi lên cho nó gọn. Dạ. Anh ăn cơm cho nó nóng nha. Rồi cảm ơn chị. Thôi để tôi gọi Hoàng ra chào chị. Dạ dạ thôi khỏi. Dạ để cháu nó tập trung vào sự nghiệp. Đàn ông là sự nghiệp quan trọng lắm. Dạ tương lai của vợ con là nằm ở đó. Dạ thôi để em về cho hai cha con tự nhiên ăn chứ không thôi nó không có nóng mà ăn không ngon. Dạ, đúng rồi. Em về nha. Dạ bảy về. Dạ. Chúc anh ngon miệng. Dạ, bảy đi cẩn thận nha. Dạ. Đi như một luồng gió. Nó đi vô cái gió ào ào đi ra cái không còn cái gió rồi. Anh ba ơi, anh ba. Gì nữa, gì nữa, chị bảy. Anh ba. Đó cái gì? Trời đất ơi, chạy qua đây nhanh quá, tôi đều muốn lọt ruộng. Anh ba cho em ngồi. Ngồi. Ôi mệt quá. Em thiệt á, càng lớn á, nó càng giảm trí nhớ hay sao đó. Luộc con gà mà không đem dĩa gỏi thì tình hư quá trời. Đúng rồi, gà mà có gỏi em. Dạ. Trời ơi, cho nó về bảy đừng có ngại. Thằng Hoàng là con cháu, chị qua đây cho đồ ăn như thế này là tốt quá. Phải kêu nó ra chào chị một tiếng chứ. Dạ, Hoàng thôi. Á, dạ, dạ thôi, dạ, để cho cháu nó tập trung vào công việc. Đàn ông á là sự nghiệp quan trọng lắm. Sự nghiệp của đàn ông ảnh hưởng tới tương lai của vợ con cháu sau này. Đúng rồi. Dạ, thôi để em về để cho anh với cháu rồi, ăn cho nóng. Cảm tạ bảy nhiều. Dạ. Thôi ạ, em xin phép em về. Bảy về. Dạ. Dễ thương quá. Trời ơi, tốt quá, cho đồ ăn quá trời. Nên là đây là gà xào sả ớt. Rồi thêm chén tô súp. Rồi thêm con gà luộc nữa. Rồi thêm một dĩa gỏi nữa, quý quá. Ủa, mà... gà luộc ăn cái gỏi rồi nước mắm đâu ăn? Dạ nước mắm có luôn. Trời ơi, có nước mắm đâu ăn? Dạ. Dạ em gửi anh chén nước mắm. Dạ. Nói nào ngay lớn tuổi rồi nó hay quên lắm. Dạ đi có gỏi có gà có súp mà không có nước mắm. Rồi bởi vậy qua bển con em nó la quá. Dạ trời ơi, chị cho đồ ăn như vậy thì một mình làm sao tôi ăn hết. Dạ. Thì tất nhiên tụi mới kêu thằng Hoàng hai ta có ăn chung rồi. Dạ đúng mà rồi. Ăn chung như vậy mà cái ơn vậy mà hôm qua cảm ơn chị nó kỳ lắm. Hoàng ơi ra cảm ơn.
để cho cháu nó tập trung công việc. Và đối với đàn ông, sự nghiệp rất quan trọng. Sự nghiệp của người đàn ông ảnh hưởng tới tương lai của vợ con họ sau này. Và để cháu nó tập trung. Rồi. Dạ thôi em xin phép em về. Rồi. Để anh và cháu ăn cho nóng. Rồi cảm ơn bà. Dạ em về nha. À bà về. Trời ơi đủ mắm luôn rồi. Thiệt tình đấy bà nấu ăn luôn. Ủa ba, chờ tưởng bà qua nữa chứ. Ủa nãy giờ ba nói chuyện với ai mà rơm rã quá vậy? Nói với Duy lại con Bảy bên kế bên nhà mẹ của con Lan đó. Trời ơi, bữa nay làm gì mà nhà mình mở đại tiệc hay sao mà vừa có gà luộc nè, rồi vừa có gà kho sả nữa. Bữa nay là hai cha con ăn chúng thực luôn đó. Ủa, mấy cái này ở đâu vậy ba? Thì đã nói với mày rồi, cô Bảy má con Lan bệnh qua cho đó. Cô Bảy, ừ. Má của Lan đem qua đây cho. Cho. Ủa, mấy cái món này là cô Bảy có nói là ai nấu không ba? Thì Lan nấu cho ai? Lan nấu hả? Ừ. Trời ơi, người vừa đẹp mà vừa giỏi nữa ta. Ừ. Ủa, mà sao tự nhiên con thắc mắc nha? Gì? Tự nhiên không cái cô Bảy đem đồ ăn qua đây. Rồi, con biết rồi. Cái kiểu này là con biết lý do tại sao mình có cái bữa ăn này rồi. Hiểu hay quá. Cô Bảy thấy ba của con phong độ quá. Đó. Cô Bảy mê ba. Cho nên là cô Bảy mới đem đồ ăn qua đây để lấy lòng ba. Đàng hoàng đi em nghỉ chút nghe không? Dạ. Chào. Chào chú ba. Chào con. Dạ, ủa? Chú ba với anh Hoàng qua đây kiếm má con hả? Có chuyện gì không? Thì dĩ nhiên là có rồi. Trời ơi, không lẽ má mình thành công qua hỏi cưới mình. Má ơi, má! Má ơi! Má ơi! Trời đất ơi, cháy nhà hả? Cháy nhà hả? Dạ không. Ủa? Dạ. Anh hai cha con qua uống cà phê. Vậy anh ba với lại cháu ngồi đi. Trời ơi con. Dạ. Để con lấy nước. Cái gì tự nhiên cái khách vô không cho khách ngồi chứ kêu tôi ngồi trời. Ngồi vẫn chưa, ngồi vẫn chưa. À vẫn vẫn dạ ghế bốn chân thêm tôi nữa là hai chân là sáu chân vẫn lắm. Sợ nó chịu không nổi. Dạ. Ủa rồi xong ngồi đi qua uống nước mà tôi đứng khép nép vậy. Dạ thôi nên con không uống nước đâu. Con chủ yếu là con đi theo ba con hộ tống ba con thôi ạ. À. Ủa bộ ai làm gì ba mày sao phải hộ tống? Thì bữa nay là có chuyện rất là quan trọng. Rồi đó tôi với thằng Hoàng qua đây là tính cái chuyện chuyện gì mà sao úp mở thấy có vẻ bí mật quá vậy? Hai cha con thống nhất với nhau rồi hả? Thống nhất rồi, tính lựa ngày lành tháng tốt xong là luôn. Mà sao thấy hơi gấp hả anh ba hả? Đâu có gì đâu, gấp rút chị, trời ơi, ăn mà nói là làm lẹ là tốt nhất, không là để lâu ngày để cho người khác đâu, cho mất công, tốt mất công lắm. Cái gì có là hốt liền. Trời ơi, ta nói cái vụ đó phải từ từ, không. Ai mà phải làm như là rác đâu mà tự nhiên nhào vô hố. Không phải đâu cô Bảy không nghe người ta nói hả? Sao? Người ta nói á là cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày á là người khác người ta cua. Cho nên mấy cái chuyện này á mình không có chậm trễ được. Mấy đứa nhỏ bây giờ nó suy nghĩ á khôn hơn mình hồi xưa anh ha. Đúng rồi, hỏi ý kiến rồi, con Lan là sao? Con Lan hả? Ừ. Chịu, con Lan nó chịu. Trời ơi, nó khoái nữa thằng khác à. Xin lỗi. Anh cho tôi hỏi cái này hơi tế nhị một chút. Rồi. Nhưng mà cái này cũng phải phép của ông bà mình từ xưa tới giờ, nó là một cái truyền thống. Đúng rồi. Nó là nề nếp hết rồi. Thì hôm nay nhà trai qua thì nhà gái cũng đặt vấn đề hỏi cưới đồ này nọ ha. Là có 6 mâm quả nè. À, trong đó có trầu cao nè, bánh mứt nè, rồi rượu, rồi trà, rồi thêm xính lễ, rồi tiền nạp tài, với lại bộ đôi bông kiền vòng lắc nữa. Anh thấy sao? Ra hỏi coi cái nhà mình bán được nhiêu bán luôn đi con. Ba này giỡn hoài à. Để cho vui thôi. Thân quá rồi, kế bên đây. Dạ. Thì mình ráp vô cái mình. Dạ mình hiểu ý nhau hết trơn mà. Mình làm nhỏ nhỏ rồi mình mời 5-3 bàn á sớm lại làm chứng rồi cái được đầu chi cho lớn chứ chứ tốn tiền để vốn làm ăn chứ. Dạ không có được đâu anh ba. Cái chuyện cưới sinh là cái chuyện quan trọng cái đời người. Cho dù như thế nào mình cũng phải tươm tất. Gia đình hai bên cũng hiểu nhau quá, mình đâu phải là thuộc dạng khó khăn nên mình cũng phải làm sao cho coi được một chút. Dạ chứ còn 5-3 bàn nó sơ sài quá, mình phải làm cho nó sơm sơm quá. Dạ rồi mình phải đi cửa trước nữa chứ không có đi cửa sau đồ này nọ nha. Lớn rồi đi cửa trước chi. Tự nhiên con đi qua đây hồi nãy á là con rất là hồi hộp.
Con hồi hộp giùm cho ba luôn, hồi hộp cho con nữa. Mà xong rồi cái vô nghe cô Bảy nói, cái con thấy trời cô Bảy có vẻ là cô Bảy cũng tính toán giống mình luôn á ba. Y chang hả? Dạ. Thì bởi vì mới nói là hai nhà hiểu nhau. Thì đó. Dạ. Nói xa không phải nói gần ha. Dạ. Sẵn đây rồi ba với Bảy tính luôn đi rồi mình tới ngày cái đó. Dạ. Rồi cái hốt cặp luôn. Ba với Bảy. Ủa là sao? Tôi với anh hả? Đúng rồi. Anh nói cái gì vậy? Em ba. Ủa sao tự nhiên cái chú ba qua đúng cửa rồi. Mẹ con? Ủa chứ nãy giờ tôi tưởng là nói chuyện của hai đứa nhỏ. Cái gì? Ủa vậy là hồi nãy giờ là ba nói gà mà cô Bảy nghe dịch đó hả? Ủa chứ nãy giờ tôi nghe ba mày nói với bảy nói tôi tưởng là qua đây đem cái này qua cứ hỏi nhỏ này. Ủa? Ủa tao trước tao nói nhà đầu để cho ba trước đi rồi cái ba gài qua đây luôn. Ủa vậy chứ không phải là mỗi lần mà cô Bảy mà tặng quà cho nhà con á là cô Bảy là thấy ba con là giống như là tuy lớn tuổi nhưng mà tướng tá vẫn còn ngon cơm. Nghe cái giọng ba con quyến rũ. Đó. Rồi xong rồi cô Bảy đem lòng yêu ba con. Đó. Cho nên là cô Bảy mới tặng quà cho ba con. Đó. Ủa chứ không phải hả? Không có luôn á. Ủa vậy chứ sao những cái món quà đó là cô Bảy có ý gì? Cô Bảy chỉ đại diện nó, cô Bảy đem qua cho Bay thôi. Nhưng mà chưa gặp Bay, gặp ba Bay trước rồi. Hiểu không? Tự nhiên cái này qua rồi mà mời ăn ào ào ăn cái chục lần rồi như vợ cái là né rồi sao? Cái đó là tại vì ham ăn hốt uống chứ tôi nói chứ không có, tôi không có ý nói anh, ý là tôi nói là giống như mình hơi vội vã quá chứ không phải là tôi không nói anh. Ủa vậy là cho con có ý kiến, vậy là những cái lần mà đem đồ ăn qua rồi tặng quà là mục đích là muốn làm mai em lan cho con hả? Thì tao có lan. Thôi đừng. Đừng. Sao vậy? Con có làm mai em lan cho con. Sao? Để con tự con tìm tới. Trời. Cô Bảy biết không? Thiệt ra là con á là con thích em lan từ lâu lắm rồi. Từ cái thời mà con lên thành phố con học á. Nhưng mà lúc đó con cứ tưởng là em lan ở dưới quê mình á xinh xắn đáng yêu vậy nè. Thế nào cũng có người yêu rồi cho nên con đâu dám tơ tưởng gì tới đâu. Nhưng mà ai về đâu con về đây á, con thấy em Lan vẫn còn độc thân cho nên con vui quá à. Mà bây giờ mà con nghe em Lan cũng thích con nữa, con càng vui hơn nữa cô Bảy. Ủa, vậy là anh Hoàng á, anh Hoàng cũng thích Lan nữa hả? Thích chứ sao không thích? Bảy cũng thích ba luôn á. Đây vậy đi, vậy cho vui nha. Ngày làm tháng tốt mình lựa luôn đi ha. Rồi dạ. Sáng đây cái là ba với bảy với lại anh Lan với anh Hoàng sáng cái xong hỉ làm môn cho nó ngon lành đi. Vậy đi nhưng mà làm gọn gọn tôi với ông đi. Tôi bà làm chừng 7 bàn thôi. Ê mà không được. Gì? Trước khi chịu hả? Tôi phải test trước. Bà test ai? Test ông á.